Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để có thể là tạo một tài khoản trên sàn giao dịch MEC để có thể là tiến hành giao dịch. Mình là Lê Tùng đến từ V Capital. Thì để đăng ký được tài khoản MEC thì mình có để đường link ở dưới phần mô tả của video, thì mọi người sẽ kích vào đường link đấy để có thể là đăng ký tài khoản qua bên mình nhé. Và khi mọi người đăng ký tài khoản qua bên mình thì mọi người sẽ được giảm phí là 10%. Ngoài ra thì khi mọi người nạp tiền vào sàn MEC, mọi người sẽ được nhận bonus là 20 đô nhé. Thì ở đây thì mình sẽ tiến hành là kích vào đường link này. Thì sau khi kích vào đường link này thì nó sẽ hiển thị ra cái phần đăng ký tài khoản ở trên MEC. Thì mọi người sẽ tiến hành là nhập tất cả những cái thông tin ở trên đây. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách từng bước một để có thể là tạo được tài khoản trên MEC nhé. Thì ví dụ như ở trên đây thì nó sẽ có những dòng thông tin như sau. Thì các bạn sẽ nhập thông tin để có thể là tạo tài khoản nhé. Ở đây mình sẽ nhập thông tin. Mọi người lưu ý ở đây giúp cho mình là mọi người nên thêm những cái ký tự đặc biệt nhé, để cho cái mật khẩu mọi người nó mạnh, được chưa? Sau đó mọi người sẽ gửi mã xác minh đến cái tài khoản của các bạn. Đây thì sẽ có một phần là xác nhận là các bạn có phải là bot hay không, thì các bạn sẽ tiến hành chọn cái này nhé để xác nhận qua cái vòng này. Ok, thì ở đây các bạn sẽ gửi một cái mã xác minh. Thì đây là cái giới thiệu, cái mã giới thiệu của bên mình. Thì khi mà các bạn đăng ký qua mã giới thiệu này thì các bạn sẽ nhận quyền lợi khi mà giao dịch thì được giảm 10%, và ngoài ra thì sẽ nhận được bonus khi mà các bạn nạp tiền nhé. Các bạn sẽ kích vào phần tôi đồng ý với những điều khoản của sàn nhé. Sau đó là mọi người sẽ tiến hành là vào Gmail để có thể là lấy được cái mail nhé, cái mã xác nhận nhé. Ở đây mình sẽ tiến hành là vào mail để lấy mã xác nhận. Ok, thì sau khi mà mình nhập mã xác nhận vào đây. Ok, mình nhấn đăng ký nhé. Thì sau khi mà các bạn đăng ký thành công thì ở trong cái phần của sàn MEC này thì các bạn phải xác minh tài khoản. Thì ở đây thì nó sẽ có một phần là phần hồ sơ ở đây, thì các bạn nhấn vào phần xác minh ở đây nhé. Được chưa? Thì ở đây thì các bạn có thể là có hai cách xác minh. Đấy, cái xác minh chính và xác minh nâng cao. Thì ví dụ xác minh KYC chính thì các bạn sẽ tiến hành là xác minh bằng cách là các bạn thêm họ và tên và các những cái thông tin về cái ID của các bạn. Ví dụ như là chứng minh thư hoặc là bằng lái xe thì các bạn sẽ thêm lên đây cho mình nhé. Thì ở đây mình sẽ tiến hành là nhập họ và tên này. Sau đấy là các bạn sẽ chọn cái giấy tờ. Ví dụ như là mình ở đây thì mình có thể là, nếu bạn nào mà đã tạo bằng chứng minh thư rồi thì các bạn có thể là chạm bằng giấy phép lái xe nhé. Ok, sau đó là các bạn có thể là chọn vào ngày sinh, được chưa? Hoặc là nếu bạn nào mà đã tạo rồi thì các bạn có thể là tạo lại hoặc là mượn thông tin của người khác để có thể là tiến hành tạo nhé. Thì khi mà các bạn giao dịch như này thì các bạn sẽ được giảm phí. Còn nếu ví dụ như các bạn tự tạo ấy, thì các bạn sẽ không được giảm phí giao dịch. Mà sắp tới thì bên mình đang có cái chương trình và đang hợp tác với sàn MEC để có thể là tạo ra được những cái phần bonus cho các bạn tạo tài khoản cho bên mình và có được nhiều phần quà hấp dẫn. Thì sau khi mà các bạn đã xác minh tài khoản xong thì các bạn sẽ click vào cái phần tài sản ở đây đó. Tài sản ở phần này. Đấy, thì ở đây nó sẽ có phần là nhận thưởng 1.000 USDT. Thì khi mà các bạn đăng ký qua đường link của mình ấy, thì các bạn sẽ được nhận thưởng ở trên đấy và được giảm phí giao dịch nhé. Đấy, thì ví dụ như là bình thường các bạn khi mà các bạn nạp tiền lên thì các bạn sẽ được nhận phí, được chưa? Thì trên đây là cái cách để giúp các bạn có thể là tạo một cái tài khoản MEC và xác minh tài khoản nhé. Thì các bạn chỉ cần nhập những cái thông tin các bạn lên là các bạn có thể là giao dịch được rồi. Ngoài ra thì nếu mà bạn nào mà giao dịch nhiều thì các bạn có thể là tạo thêm cái xác minh thêm một cái phần nâng cao là các bạn có thể là tạo được tài khoản MEC. Thì trên đây là cái phần hướng dẫn của mình. Thì có vấn đề gì không hiểu thì mọi người có thể là comment ở dưới phần bình luận giúp cho mình nhé. Đấy, thì nếu mọi người thấy video này hay thì cho mình một like, một subscribe và nhấn vào nút quả chuông bên cạnh để có thể là cập nhật được video mới nhất từ mình. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video.